Thưa quý vị và các bạn, anh trai của ca sĩ Quang Hà đột ngột qua đời. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ca sĩ Quang Hà vẫn không thể tin người anh ruột của mình là anh Vũ Hoàng đã ra đi chỉ ít ngày sau khi phát hiện bệnh ung thư mạch máu. Mới đây, nam ca sĩ Quang Hà cùng gia quyến tề tựu ở nhà tang lễ Phùng Hưng để tiễn đưa anh Vũ Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng. Nam ca sĩ vỡ hòa sau nhiều ngày kìm nén nỗi đau, ôm mặt khóc nức nở. Anh trai Quang Hà ra đi vì căn bệnh ung thư mạch máu, hưởng dương 43 tuổi. Giọng ca trăm năm không quên cho biết, anh Hoàng mới phát hiện ung thư cách đây chưa lâu, nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối, khối u di căn nên đột ngột qua đời. Hơn 10 ngày trước, chúng tôi còn gặp nhau và cùng đi ăn bánh tôm hồ Tây. Lúc nghe tin anh mang bảo bệnh, tôi biết sẽ có ngày này, nhưng không thể ngờ nó đến nhanh như vậy. Anh chia sẻ. Trước đó, Quang Hà và anh trai cùng sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nên hiếm khi có dịp sum họp ở quê nhà Hà Nội. Nữ ca sĩ Lệ Quyên đã đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để thắp nén hương chia buồn cùng gia đình người bạn thân là ca sĩ Quang Hà gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay gấp gáp. Lệ Quyên đi cùng Nguyễn Hồng Nhung và nữ ca sĩ Thu Ba, cậu thành viên nhóm nhịp điệu. Nguyễn Hồng Nhung mới từ Mỹ về Việt Nam cách đây một tháng để chuẩn bị cho các dự án âm nhạc mới. Cô ôm gỉ Quang Hà để động viên anh vượt qua nỗi đau này. Ông bầu Quang Cường lặng lẽ hỗ trợ Quang Hà lo hậu sự cho anh trai anh cho biết nam ca sĩ đau khổ và kiệt quệ sau thời gian cùng anh trai chống chọi bệnh tật rồi hiện tại phải cố gắng mạnh mẽ làm chỗ dựa cho gia đình quang hà và vũ hoàng có tuổi thơ gắn liền cả hai cùng chơi đùa rồi lớn lên chia đôi bát phở mặc chung quần áo hoàng ra đi nhanh quá khiến hà không chịu nổi cú sốc quang cường nói danh hải hoài linh ở xa nên gửi vòng hoa phân ưu cùng gia đình người anh em. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin anh trai của ca sĩ Quang Hà vừa mới qua đời ở tuổi 43 vì bệnh ung thư mạch máu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo